nay như mọi người đang thấy anh em mình có hai con cua hoàng đế mọi người. Thật sự luôn. Thì hôm nay mình sẽ ăn review. Lần trước thì cũng có một video ăn cua hoàng đế rồi nhưng mà thế là mua về tất cả mọi người ở khu nhà mình ở ấy, ăn với nhau thì hơi ít. Thì hôm nay xuống chơi với vợ. Vợ mua mỗi người một con. Hai đứa mỗi đứa một con. Chén. Có đồ cặp luôn. Thì về phần chấm thì có muối, ớt với chanh. Còn bên này là bơ. Bơ không, mình thích chấm bơ hơn. Mình thích chấm muối nữa. Thế là hôm nay sẽ review một mình con. Ăn cho đã nha mọi người nha. Đây, không kém rồi, không thể thiếu được bia Asahi. Ok, thì bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Chào chị luôn. Bơ. Ngọt lắm. Chấm thì bên muối này. Bên mình là ngon hơn là ăn. Muối không ngon. Bởi cua mua là họ đã luộc rồi nên là lúc họ luộc cho muối rồi mà nên là chấm thêm muối vào mặn ăn chấm bơ nó ngọt ngọt nó bùi ăn ngon hơn. Mời tất cả mọi người. Ngon. Ngon lắm mọi người. Con này không trứng từ Việt Nam không đắt đâu mọi người. Rẻ. Trứng từ Việt Nam có khoảng 300.000 con. Chứ không nhìn này tưởng cứ nghĩ ăn sang chảnh nhưng nó cũng rẻ mà, thật sự rẻ. Mua tại công ty. Không phải mua ngoài siêu thị. Công ty nhập từ biển từ thuyền này họ làm. Mua luôn nên rẻ. Ra. Mấy cân, mấy triệu một cân. Chấm bơ ngon hơn chấm muối này, chấm muối mặn. Đúng vậy. Ừ, béo. Cái này nó ấy với lại nước biển rồi, nó luộc cũng muối rồi. Ăn nữa. Ăn với lại muối là mặn. Uống bia. Em ăn con này mấy lần rồi. Nghe nhập hàng. Em không biết đây là con khi mình đấy. Được ăn rồi mà không biết. Thường cũng may cá, may mắn cá ta đi nước ngoài sang Nhật này. Làm thủy sản rất là may mắn. Được ăn nhiều. Không lấy đồ rẻ mọi người. Hải sản rẻ. Ở dưới mình, dưới làm sao có mà. Mình ấy ăn rau, nông nghiệp ăn rau. Trời ăn nhiều hải sản quá về vút. À. Vút này. Trời lừa đảo quá đấy. Cộng cái này được có một nửa.
quan chấm hả? Dai hơn. Nước ngọt. Nước trà từ hôm nay giật mình sao mà rẻ thế. Bao nhiêu tiền qua? Một xe rưỡi con. Xe rưỡi 300 nghìn. Nhưng mà nó chỉ giật có mấy lần thôi. Không phải lúc nào cũng có mà này. Tham mùa. Với lại tôi suy lấy về nhiều hay không. Nên là nhờ bạn công ty bên cạnh nó nhập về nó mua hộ. Chứ công ty mình không làm. Công ty mình chỉ làm cá súp đan. Súp đan mình ăn tiết chán. Liên hệ mấy anh em công ty quanh đây làm nhiều hết. Công ty vợ mình làm cò điệp, cá hồi. Nên mình cũng làm quá trời, làm video cò điệp, toàn vợ gửi lên cò. Ăn còn no nhỉ? Quá trời. Sao mình thay con này nó còn non nhỉ? Bé. Con bé chứ. Cái cua bằng đế mà thấy 7-8 cân có. Trên mạng họ không? Làm mà. Gai nó vẫn như nó cần như nó có nhưng mà nó già quá rồi. Nó mòn nó nhìn cần như nó nhẵn. Chắc là cua ở Hokkaido nó khác. Ừ. Nó lạnh. Đất lạnh non, nó lại khác. Lại nhìn bé. Bé lại bé. Còn đế bằng cái mạng nó còn 1 cân thôi. 7-8 cân thì mấy chậu còn 7-8 cân. Cái video của cái thằng Nhật làm ấy thì con cua toàn vã mấy cân. Đấy cua đấy cua khác. Cua gì đây? Da này ngon, ăn hơi da, hùng gạch, gạch cua. Cua này nó không chuyên về gạch. Ừ, nhớ thịt ở chân. Cua này không phải cua gạch. Không có gạch. Rồi, có mai này. Thi quỳ. Nó ai quỳ rồi, quỳ rồi sẽ đi chết cái vương kêu khỏi không? Quỳ đầu gối đây. Chết. Em muốn giữ lại hai cái. Giữ làm gì? Giữ cái mặt nó hay. Giữ là kỷ niệm như con cua mình đã từng ăn. Vâng. Ba cái, một cái vỡ rồi. Thôi hai cái này giữ này. Khổ cái bên ăn uống. Đâm nhẹ nhẹ tay rồi.
trước nó ăn cua thì óp thịt ít. Cái này nắm thịt. Nhiều ăn quá. Ừ, ôi, toàn thịt không ở càng. Trời ơi, toàn thịt không thịt. Trời ơi. Thật ơi. Quay cho mình ăn thèm. Chỉ nước dãi. Vì nó rẻ thôi nha, chứ không phải đi Nhật thì được ăn sớm nữa. Sau những bữa ăn này rất nhiều góc khuất mọi người. Để lúc nào rảnh thế có gì đó khác, video khác mình nhá, tâm sự sau. Nó trời mọi người. Một người ăn một con này quá no. Không phải ngon mà nó cũng quấy ngán. Mình quan hết sạch nha. Đây là một đống vỏ dưới nữa. Đấy rồi. Nó cái vỏ này ngon. Ngon. No ngán. Mình một con cua một lông bia. Hết sạch sẽ. Ngon mọi người. Rồi đi nhận. Bữa ăn cua hoàng đế phát ngán thì biết đấy. Việt Nam chắc cứ ở Việt Nam chắc cả đời chắc không được ăn. Thôi nhá, mình đã chiến sạch sẽ rồi. Bây giờ mình xin dừng video ở đây. Thì nếu mọi người thấy video này hay thì hãy cho mình lên một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình. Thì mình sẽ cố gắng kiếm nhiều cái độc lạ hơn nữa và để review cho mọi người xem nhé. Bye bye.